Chuyên gia Phúc Sang dự đoán trận Việt Nam với Nhật Bản, nói một câu cực sốc, người Nhật run rẩy. Nhận định, dự đoán kết quả trận đấu Việt Nam với Nhật Bản trong khuôn khổ giải Futsal châu Á 2022 diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 2 tháng 10. Đội tuyển Futsal Việt Nam đang gây ấn tượng mạnh ở bảng D Futsal châu Á 2022 sau chiến thắng 5-1 trước Hàn Quốc. Thầy trò huấn luyện viên Diego Justazi đè bẹp hiện tượng Ả Rập Xê Út với tỷ số 3-1 để đứng đầu bảng, tạo lợi thế trước trận quyết đấu Nhật Bản vào lúc 18 giờ tối nay ngày 2 tháng 10. 8 bàn thắng, 2 bàn thua đều là những chỉ số ấn tượng nhất trong bảng D, dù chưa phải những thống kê nói lên hết đẳng cấp của đội tuyển Futsal Việt Nam. Điều quan trọng mà các học trò của huấn luyện viên Justazi làm được là ấn tượng về mặt lối chơi. Nếu ở vòng chung kết Futsal châu Á 2016, Việt Nam chỉ có 1 hoặc 2 tổ đấu thực sự đẳng cấp. Còn giải 2020, đội chủ yếu chơi phòng ngự phản công, thì cả hai điểm yếu nói trên đã bị khỏa lấp ở sân chơi năm nay khi huấn luyện viên Diego Justazi thực sự nhào nặn nên một tập thể đồng đều và sắc bén. Đội tuyển Futsal Việt Nam chơi bài bản, đa dạng và biến hóa. Thay vì đá rình rập để chờ đối thủ sai lầm, các tổ đấu đều được xây dựng mảng miếng chiến thuật và các bài đánh rõ ràng. Ở trận gặp Ả Rập Xê Út, Việt Nam liên tục tạo cơ hội từ những miếng đánh chéo sân dù đối thủ phòng ngự rất rát. Trong cuộc so tài với Hàn Quốc, Đức Hòa cùng đồng đội bình tĩnh triển khai lối chơi bất chấp thủng lưới trước. Đó là dáng dấp của đội tuyển Futsal ở tầm đẳng cấp châu lục. Một điểm mạnh khác của đội tuyển Futsal Việt Nam là lực lượng đồng đều, với nhiều tổ đấu chất lượng để luân phiên dàn trải sức lực. Các tổ 1, 2, 3 của huấn luyện viên Diego Justazi đều có những điểm mạnh riêng, phục vụ những yêu cầu chiến thuật riêng. Huấn luyện viên Diego đã nắm bắt năng lực của từng học trò rất nhanh dù chưa có nhiều thời gian làm việc cùng đội tuyển Futsal Việt Nam. 8 bàn thắng mà đội ghi được đã xuất phát từ đôi chân của 7 cầu thủ đến từ các tổ đấu khác nhau, cho thấy Việt Nam đang có nhiều vũ khí sắc bén để đối phó với từng kiểu đối thủ. Đội tuyển Futsal Nhật Bản mạnh hơn nhiều so với Hàn Quốc hay Ả Rập Xê Út. Đội bóng xứ mặt trời mọc đã 9 lần vào chung kết châu Á, 3 lần vô địch, 6 lần Á quân và được đánh giá là một trong hai thế lực Futsal đáng gờm nhất châu Á, bên cạnh tượng đài Iran. Sau trận thua Ả Rập Xê Út, Nhật Bản đã trút giận lên Hàn Quốc với chiến thắng 6 sau, không cho đối thủ bất cứ cơ hội phản kháng nào. Nhìn rộng ra thì Nhật Bản đã thắng 10 trong số 13 trận trong năm 2022. Thầy trò huấn luyện viên Kenjiro Kagure chỉ thua vỏn vẹn 3 trận, 2 trong số đó diễn ra trước người khổng lồ Brazil. Điều đó cho thấy Nhật Bản vẫn rất mạnh và giữ được sự ổn định nhờ dàn cầu thủ đồng đều và lối chơi được định hình. Tuy nhiên, thất bại trước Ả Rập Xê Út cho thấy Nhật Bản vẫn có điểm yếu, đó là sự mất tập trung ở một số thời điểm và đôi khi lối chơi của Nhật Bản dập khuôn đến mức thiếu biến hóa. Để hạ đối thủ này, đội tuyển Futsal Việt Nam cần tập trung tối đa và có những miếng đánh đột biến để khai thác sai lầm. Đây là điều khả thi trong bối cảnh đội tuyển Futsal Việt Nam đang tiến bộ từng ngày. Nhật Bản cũng không còn là ngáo ổ với Việt Nam. Minh chứng là 6 năm trước, Minh Chí cùng đồng đội đã loại đối thủ khỏi tứ kết châu Á và chiến thắng nghe thở trên chấm luân lưu. Đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ không vào trận với tâm thế thua cách biệt dưới 2 bàn để đi tiếp, mà phải chơi quyết tâm và đặt mục tiêu cao nhất. Đó là con đường để Việt Nam giành vé vào tứ kết. Người Nhật đang run rẩy. Trận thua 1-2 trước Saudi Arabia ở lượt đấu mở màn có thể đẩy đội tuyển Nhật Bản vào bi kịch nếu họ không giành chiến thắng trước đội tuyển Futsal Việt Nam. Thầy trò Kenichiro Kagure chẳng còn đường lùi và không khí căng thẳng đang bao trùm trong các bữa ăn của họ tại khách sạn Holiday Inn. Trong khi đó thì chỉ cần một trận hòa, Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp và giành luôn vị trí đầu bảng D. Hoặc trường hợp xấu nhất, Việt Nam sẽ bị loại nếu thua với cách biệt 4 bàn trở lên trong trường hợp Saudi Arabia thắng trận. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, cũng như chẳng ai dám tin Nhật Bản, hạng 14 thế giới, lại để thua đội bóng xếp cách họ 65 bậc. Trận đấu này cũng gợi nhớ đến cú sốc tại vòng chung kết Futsal châu Á 2016 khi Việt Nam đánh bại Nhật Bản để giành vé dự World Cup. Những con số bây giờ chỉ mang giá trị tham khảo bởi bản đồ Futsal châu Á đã có những thay đổi chóng mặt. Việt Nam xứng đáng được dành sự tôn trọng với những bước tiến dài trong những năm qua. Và thật không quá khi nói rằng người Nhật đang phải run rẩy khi số mệnh của họ phụ thuộc vào đội tuyển Futsal Việt Nam. Chỉ cần một điểm trước Nhật Bản là Futsal Việt Nam sẽ ghi danh vào tứ kết vòng chung kết Futsal châu Á như Thái Lan. Bảng A, Thái Lan đã ghi danh vào vòng tứ kết tại vòng chung kết Futsal Asian Cup 2022 đang diễn ra tại Kuwait. Thái Lan góp mặt ở tứ kết với tư cách là đội nhất bảng A với 7 điểm. Thái Lan thắng Iraq 3-2, hòa Kuwait 2 đều, đánh bại Oman 6-1. Chủ nhà Kuwait góp mặt ở tứ kết với tư cách là nhì bảng A khi có được 5 điểm. Iraq và Oman bị loại về nước. Bảng B đã hoàn tất vòng bảng
với ngôi nhất và nhì lần lượt thuộc về Uzbekistan qua 3 trận toàn thắng. Đứng thứ hai là Tajikistan có 6 điểm. Hai đội phải rời Kuwait sớm là Bahrain và Turkmenistan khi mỗi đội chỉ có được 1 điểm. Bảng C sẽ thi đấu lượt trận cuối thứ ba vào tối và khuya nay 2 tháng 10. Nhưng không khó để nhận ra hai suất vào tứ kết sẽ thuộc về Iran và Indo. Anh cả Iran đã có 2 trận toàn thắng trước Indo và Đài Loan. Có Indo thua Iran 0-5 nhưng thắng dễ Lebanon 7-2. Lượt trận cuối Iran sẽ thắng nhẹ Lebanon vào lúc 0 giờ ngày 3 tháng 10. Còn Indonesia cũng sẽ dễ dàng đánh bại Đài Loan 21 giờ ngày 2 tháng 10 để đoạt tấm vé nhì bảng C. Bảng D, tuyển Futsal Việt Nam đang thể hiện cực kỳ ấn tượng khi đang ở ngôi đầu bảng sau 2 trận toàn thắng trước Hàn Quốc 5-1 và Saudi Arabia 3-1. Đội tuyển Futsal Việt Nam hướng đến ngôi nhất bảng D để giành vé vào vòng tứ kết, qua đó tránh được đối thủ mạnh Iran tại vòng chung kết Futsal châu Á 2022. Lúc 18 giờ tối nay 2 tháng 10, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ chạm trán Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng bảng D tại vòng chung kết Futsal châu Á 2022. Đây là trận đấu định đoạt tấm vé đi tiếp vào vòng tứ kết của cả hai đội. Đội tuyển Futsal Việt Nam chỉ cần tối thiểu 1 điểm hoặc là không thua trên 4 bàn trước đối thủ để đứng nhất hoặc nhì bảng và giành vé đi tiếp. Nếu giành thắng lợi trước Nhật Bản, Hồ Văn Ý và đồng đội còn chễm chệ đứng đầu bảng D, qua đó tránh được đối thủ mạnh là Iran đang đứng số 1 châu Á ở vòng tứ kết. Trên trận đấu quan trọng, đội tuyển Futsal Việt Nam đang có tinh thần hoàn toàn thoải mái và tự tin hướng đến chiến thắng. Mọi cầu thủ đều đạt trạng thái tốt nhất cùng tâm lý vui vẻ dưới sự khích lệ của huấn luyện viên trưởng Diego Justizi. Huấn luyện viên Diego Justizi tự tin nói rằng nếu các cầu thủ quyết tâm chơi đúng các phương án đề ra, tuyển Futsal Việt Nam sẽ vào tứ kết, thậm chí là giành ngôi đầu. Trước đó thì huấn luyện viên từng vô địch Futsal World Cup cũng nhấn mạnh rằng đội tuyển Futsal Nhật Bản rất mạnh. Sau Việt Nam cũng đang phát triển mỗi ngày và tự tin tiến sâu ở giải đấu năm nay. Trong khi đó, phát biểu trước truyền thông châu Á, cầu thủ Châu Đoàn Phát khẳng định: "Chúng tôi tự tin đánh bại Nhật Bản. Tôi và các đồng đội sẽ nỗ lực hết sức để có thể có được kết quả tốt nhất." Đội tuyển Futsal Nhật Bản đang đứng thứ hai châu Á và được đánh giá là ứng cử viên vô địch giải đấu. Tuy nhiên thì đội bóng này từng thất bại 1-2 trước Saudi Arabia ở lượt trận mở màn. Vì thế tuyển Futsal Việt Nam có cơ sở để gây bất ngờ trước đối thủ mạnh. Dù bị đánh giá là thấp hơn, song đội tuyển Futsal Việt Nam có cơ sở để giành điểm trước Nhật Bản, đồng nghĩa với tấm vé tiến vào tứ kết giải châu Á bằng ngôi đầu bảng. Vào chiều nay 2 tháng 10, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ đá trận lượt cuối bảng D giải Futsal châu Á gặp Nhật Bản, do đang đứng đầu bảng với 6 điểm sau 2 trận. Hơn Nhật Bản và Ả Rập Xê Út cùng 3 điểm, nên chỉ với một kết quả hòa, tuyển Việt Nam sẽ tiến vào bán kết với ngôi nhất bảng. So với Nhật Bản thì đội tuyển Futsal Việt Nam bị đánh giá là thấp hơn một chút về mặt trình độ. Tuy nhiên thì thầy trò huấn luyện viên Diego lại đang có lợi thế nhất định về mặt điểm số và phong độ. Ở hai trận trước, đội tuyển Việt Nam để lại nhiều ấn tượng, đặc biệt là khả năng tấn công với việc ghi tới 8 bàn vào lưới hai đội là Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út mà chỉ thủng lưới 2 lần. Về phía Nhật Bản, sau trận thua đầy bất ngờ trước Ả Rập Xê Út thì họ đã lấy lại hình ảnh với việc đánh bại Hàn Quốc 6-0. Chắc chắn là Nhật Bản sẽ là thử thách lớn với đội tuyển Việt Nam ở trận đấu vào chiều nay. Nhưng nếu vẫn thi đấu với phong độ tốt như hai trận trước, Minh Chí và đồng đội đủ khả năng để cầm chân Nhật Bản, đồng nghĩa với việc bảo toàn ngôi đầu bảng khi tiến vào tứ kết. Về mặt tâm lý, đội tuyển Việt Nam cũng tương đối dễ đá. Do Liên đoàn bóng đá châu Á tính đối đầu trước, nên ngay cả khi đội tuyển Futsal Việt Nam không thua với cách biệt 4 bàn trở lên trước đội tuyển Futsal Nhật Bản, thì thầy trò huấn luyện viên Diego vẫn vào tứ kết. Bất chấp kết quả ở cặp đấu còn lại giữa Ả Rập Xê Út gặp Hàn Quốc, do đội tuyển Việt Nam đã thắng Ả Rập Xê Út ở trận đối đầu trực tiếp. Chính điều này có thể cũng thêm sự tự tin cho đội tuyển Việt Nam khi đối đầu với Nhật Bản. Nếu trong trường hợp gây bất ngờ và có điểm trước Nhật Bản và đi tiếp bằng ngôi đầu bảng, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể sẽ đối đầu với Indo ở tứ kết. Theo phân nhánh của AFC, đội bảng D sẽ gặp đội nhì bảng C ở tứ kết. Hiện ở bảng C, trong khi Iran vững chắc ngôi đầu với 6 điểm, sau 2 trận, thì Indo đang xếp nhì với 3 điểm. Còn hai đội là Lebanon và Đài Bắc Trung Hoa mới chỉ có cùng 1 điểm. Lượt cuối, Iran sẽ gặp Lebanon, còn Indonesia chỉ gặp Đài Bắc Trung Hoa. Cơ hội để cả Iran và Indonesia cùng giành điểm trước hai đối thủ dưới cơ là rất cao. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Indonesia đang có xác suất lớn lọt vào tứ kết với vị trí là nhì bảng C. Nếu trong trường hợp đội tuyển Việt Nam để thua Nhật Bản nhưng vẫn vào tứ kết với suất nhì bảng D, khi đó thì đối thủ của chúng ta sẽ là Iran, đội đứng đầu bảng C.